Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách gắn một cái bộ phanh đĩa dành cho xe điện X-Men. Ở đây thì hiện tại mình đang có bộ phanh đĩa mình bán cho các bạn mua về có thể tự gắn, hoặc là một số dòng xe nó sẽ không phù hợp và sẽ phải mang ra ngoài tiệm để gắn. Thì như cái bộ ở đây thì tất cả khi mình bán thì nó sẽ có một số những cái bộ phận như thế này. Đầu tiên là sẽ có một cái đĩa này và ba con ốc, một cái bát phanh. Cái bát phanh này thì là do mình đi chế lại nên là nhìn nó sẽ hơi thô một chút, và có thể nó sẽ không, một số cái nó sẽ không được chuẩn nên là về các bạn sẽ phải mài lại. Và một cái cùi nhôm để gắn vào cái động cơ của xe điện, và một bộ bình dầu, heo dầu. Cái bộ phanh đĩa này thì nhìn nó hơi cũ bởi vì đây là hàng thanh lý mình mua lại, và khi mình bán ra thì giá cũng khá là rẻ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện gắn vào lên xe. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải tháo cái động cơ ra. Em lấy cái này em gắn vào cho anh. Đừng 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 ấn vội, bỏ cái này ra cho nó khép lại đã. Không phải, nó chỉ là hơi hờ đây. Lấy 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 một con ốc này. Đây. Rồi. Cho nó khít vào, cho nó khít hết bánh xung quanh vào thì nó mới cân được đĩa. Không, em phải gắn đĩa vào chứ. Kéo cái này đi. Kéo cái cục kia lên, cục lở lên. Đó, tay vào đẩy lên. Ăn nhẹ nhàng thôi. Ê, vặn con này trước cho nó lở hết rồi. Từ từ nhá, đây vặn đi, vặn đi để anh đóng cái này vào. Rồi rồi, bên dưới này. Ơ, lệch à? Lệch, em phải nhả con này ra đã. Điều chỉnh, vừa vặn vừa điều chỉnh. Rồi, thấy rồi, xong sang con này. Đấy, tiếp con này. Vặn đều tất cả 3 con. Phải giữ chắc cái đấy mà. Đấy, em vặn lệch thế là nó hỏng mất cái ốc này, thấy chưa? Thôi được rồi, thế thôi, không cần chặt đâu. Đặt đèn vào. Cái của nó vừa đâu nhỉ? Lên đúng không? Rồi. Tiếp theo là đặt cái hãm này vào. Nào bây giờ cho vào đi. À đây, đợi chút. Rồi tháo con này ra trước đã. Tháo cái hãm bát phanh này ra đã.
đợi chút, dừng, chỗ này quay. Đặt một cái bàn chân ở dưới. Đưa một cái này anh bạn nhỏ. Một cái thanh kia. Ok. Rồi thả đấy, thả lỏng đấy. Thả hẳn. Ốc không? Đưa hai con ốc nhỏ đây. Có cả hai cái trắng trắng. Con ốc. Ốc ngắn ngắn này. Vừa để bên đấy mà. Gắn ở trên cái heo dầu ạ. Đợi chút, anh nói. Sau khi gắn cái bát này và cái heo dầu vào thì đâu rồi, đưa anh cái ở trên xe các bạn nó sẽ có một cái bộ hãm đầu tiên gắn đây này. Thì cái một số dòng xe ấy thì có thể là nó sẽ vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà một số dòng xe thì sẽ không được. Như cái này của mình thì sẽ không sử dụng được cái này nữa. Thì mình sẽ chuyển nó về đây. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái heo dầu này nó xuống thế này. Được chưa? Bắt cái này vào đây. Đây là chỉ là cái video tham khảo thôi. Thì về thì các bạn có thể tự hàn và chế ra một cái bát khác để cho nó phù hợp với cái xe, chứ không phải là tất cả các dòng xe đều áp dụng theo cái video này được. Em xếp con ốc này vào. Từ từ, đợi chút, nó kích ở đây này. Đây năm ngược không giống cái vừa lấy đúng không? Cái vừa lấy là cái này cho quay lên đúng không? Ở đây thì cái xe của mình thì mình chỉ gắn vào demo để cho các bạn cùng xem cái cách gắn. Thì các bạn có thể thấy ở đây mình có một cái pad này và gắn cái heo dầu vào này. Đó, và mình đã tận dụng lại cái này nó hãm phát phanh này ở đây, vừa tháo đây ra mình gắn ra đằng sau này. Được, mình gắn ra đằng sau này và sẽ khoan một lỗ, hoặc là các bạn có thể hàn xì dính luôn ở đây. Đó, khi đi chúng ta phanh xe nó sẽ tua vòng như thế này, và khi nó phanh thì gần như cứng nhắc luôn, không thể nào có một cái sự di chuyển được. Ở đây mình chưa bắt cái vít này đâu nhá, vẫn nóng đây này. Cái này chỉ là gắn để cho hướng dẫn các bạn cách gắn thôi, hoặc nếu như các bạn không tự tin có thể gắn ở nhà thì có thể đem ra thợ cơ khí hoặc là thợ sửa chữa xe ấy, thì họ có máy hàn, họ sẽ hàn cho, họ sẽ thiết kế cách gắn làm sao cho chắc. Đây, khi mình quay này thì nó sẽ có tiếng soạt soạt này, thì đây là do gắn chưa chuẩn này, chưa có ốc vít, và thứ hai là cái má phanh mới thì lúc nào nó sẽ có độ xít xít, khi chúng ta chạy xuống đường thì nó sẽ không còn cái tiếng này nữa, hoặc là nó sẽ bớt đi và có tiếng rất là nhỏ thôi. Bởi vì đây là đồ chế mà, nên là nó sẽ không được chuẩn như cái đồ nhà sản xuất họ sản xuất ra. Con xe huyền thoại chuyên để mổ xẻ.
Về cái phần công tắc này thì các bạn có thể thay cụm công tắc mới tùy theo các bạn các độ, còn nếu mà không thì các bạn vẫn có thể gắn được cái này vào đây, gắn vào vẫn bóp được bình thường. Mà khi các bạn gắn thì lưu ý là cái phần cùi nhôm là các bạn phải sẽ phải để cho nó thật được khít vào trong cái động cơ, không được để cho nó có cái khe hở, bởi vì khi gắn có khe hở thì nó sẽ bị méo cái đĩa, nó sẽ bị nặng và nó sẽ chạm vào cái heo dầu, sẽ tạo ra tiếng kêu rất là lớn. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách gắn cái phanh đĩa sau cho xe điện. Thì các bạn có gì chưa hiểu có thể comment phía dưới, hoặc các bạn muốn mua hàng thì có thể ấn vào link ở phía dưới cái phần bình luận này, vào trong cái trang Shopee của mình để đặt hàng. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.